Dung này gần đây thì mọi người được biết đến là bạn được một cái báo ở bên Hàn Quốc khen là có một cái vẻ đẹp xinh như thần. Thì khi mà bạn đọc cái bài báo này thì bạn cảm thấy thế nào? Bản thân Jun tất nhiên là sẽ cảm thấy vui khi mà không chỉ là các fan trong nước mà còn có những bạn nước ngoài khen về cái nhan sắc của mình. Thì đây là một vinh dự lớn đối với Jun, và ngoài ra cũng là một cái gì đấy Jun cảm thấy vui, bởi vì con gái Việt Nam được người nước ngoài, cụ thể là Hàn Quốc, khen ngợi về nhan sắc. Trước đó thì bạn cảm thấy là về việc mà nhan sắc của Hàn Quốc với nhan sắc của Việt Nam thì nó có cái sự chênh lệch hay là nó có cái sự tương đồng nào khác? Bản thân Jun luôn luôn nghĩ là con gái không bất kể là nước nào mà mỗi bạn nữ đều có một nét đẹp riêng của bản thân mình, nên là ít khi nào mà Jun đem ra so sánh xem là nước nào đẹp hơn. Jun luôn luôn tìm những cái vẻ đẹp của từng bạn và nghĩ là con gái thì nên phát triển cái vẻ đẹp của riêng bản thân mình, chứ không cần phải giống nước này nước kia hay là giống bất kỳ một ai cả. Và bạn thấy cái nét đẹp của Việt Nam bạn tự hào nhất là ở Việt Nam? Jun thấy là con gái Việt Nam thì có một khuôn mặt rất là tự nhiên và rất là mộc mạc. Và Dung nghĩ đấy là một trong những cái ưu điểm ở nét đẹp con gái Việt Nam, là cái nét đẹp nó rất là hài hòa và nữ tính, rất là hiền dịu. Hàn Quốc thì là một cái đất nước mà có rất là nhiều những cái cô gái mà Việt Nam mình cũng là hướng tới. Thì Dung đánh giá như thế nào về cái nhan sắc của Hàn Quốc, và đặc biệt là mình tự hào như thế nào khi là mình đã được đứng trong cái top mà người ta nhìn thấy? Nói về con gái Hàn Quốc thì thường người ta sẽ nghĩ đến làn da trắng của các cô gái ở Hàn Quốc, bởi vì đấy là một xứ sở lạnh. Cho nên là làn da của các cô gái rất lúc nào cũng là trắng sứ và rất là mịn màng. Thì khi mà được một đất nước mà có rất là nhiều con gái xinh như vậy khen ngợi về nhan sắc của mình, thì Jun cảm thấy chắc là có phần tăng tự tin của mình lên một chút. Bình thường thì Jun có phải là mình có tự cảm thấy là mình đẹp không? Đối với nghệ sĩ, đặc biệt là thị trường được, bản thân bạn có tự tin là bạn đẹp có lẽ là Jun cũng phải cảm thấy mình là mình ưa nhìn, chứ còn đẹp hay không thì chắc là tùy mắt từng người. Nhưng mà bản thân mình là một nghệ sĩ thì mình phải biết dưỡng, mình phải biết chăm sóc cho cái nhan sắc của mình. Bởi vì cái đấy là một trong những cái quan trọng nhất để mà mình làm một diễn viên, mình làm một cái nghề mà mình xuất hiện trước công chúng, thì lúc nào bản thân mình cũng phải là tinh tươm và rất là gọi là đẹp nhất có thể của bản thân mình. Bạn có mất nhiều thời gian không cho việc trần đẹp? Chắc là cũng nhiều. Một lần mình chăm sóc sắc đẹp cho bản thân mình sau khi tắm xong thì có lẽ là dành ra khoảng tầm 30 phút để dưỡng da mỗi ngày cũng là nhiều. Còn những lần đi quay thì sao? Những lần đi quay mà không có thời gian thì bạn làm thế nào để mình có thể khắc phục được cái tình trạng sức khỏe cũng như là làn da? Jun nghĩ là cách tốt nhất là ngoài cái việc mà mình dưỡng da ra thì mình phải uống thật nhiều nước, bởi vì khi mà mình đi quay, mình thức khuya, mình dậy sớm thì mình sẽ mất rất là nhiều nước, nên là bản thân mình một ngày cố gắng uống tầm 2 đến 3 lít nước để bổ sung cái độ ẩm cho bản thân. Gần đây thì mọi người thấy Jun xuất hiện trong bộ phim Người Bất Tử, thì không biết là cái vai diễn này nó có ý nghĩa như thế nào với Jun, và có thể chia sẻ một số cái khó khăn của bạn trong cái vai diễn này không? Bộ phim Người Bất Tử là lần đầu tiên Jun được hợp tác với anh Victor Vũ, cũng là một đạo diễn mà Jun đã hâm mộ từ lâu. Thì khi mà nghe là được mới cast vai ở trong Người Bất Tử thì Jun đã nhận lời luôn và không ngần ngại gì. Tuy nhiên là trong thời gian đó thì có một chút khó khăn là Jun lại sống ở bên Thái Lan. Thời gian đó là Jun vẫn còn ở bên Thái Lan, cho nên là đã phải gửi cái băng casting của mình từ xa, quay một cái tape và gửi cho anh Victor Vũ để cast, và không ngờ là mình trúng tuyển. Sau đó thì mọi người cũng dành ra một vài thời gian để mà chuẩn bị trước những cái bước mà vai diễn rồi nội tâm của cái nhân vật đó, và cũng như là tương tác với các nhân vật diễn với nhau. Thì bộ phim này mình thấy là ai cũng cực hết. Tuy nhiên là mình là có lẽ là người may mắn nhất, bởi vì những cảnh quay của mình là thường là quay ngay trong nhà, hoặc là bởi vì cái vai của mình là một cô tiểu thư, cho nên là mình không phải dậy sớm, không phải lăn lộn nhiều như các anh chị. Khi mà nghe các anh chị nói là phải dậy sớm rồi ngày nào cũng leo lên núi 2 tiếng để quay, sau đó lại còn gặp nước, ngập lũ lụt này kia, thì cũng khá là thấy mệt. Cảm nhận của thân bạn thế nào về cái vai diễn của bạn? Cảm nhận của mình về vai diễn này thì đây là một thử thách đối với mình, bởi vì đây là lần đầu tiên mình thì bản thân không biết hát, nhưng mà lại vào vai một cô gái, một cô ca nương Ả Đào. Thì cái này là một thử thách lớn, khi mà mình phải cố gắng nhét làm sao cho khớp từng khuôn miệng của một ca nương Ả Đào, mà cái nghệ thuật Ả Đào thì là nghệ thuật ngẫu hứng, nó không có một cái luật nào cả. Mình feel theo nhạc, mình cảm theo nhạc, và mình gõ, mình hát theo nhạc thôi. Thì mình phải học cái cách nhấp môi, học cái cách gõ làm sao cho đúng nhịp. Trong cái lúc mà bạn làm như thế, bạn có cảm nhận là một cái ca nương thì như thế nào không?
Ngày xưa hát ả đào thì mình may mắn là mình có một nghệ sĩ dạy ả đào cho cũng lâu năm rồi, và chú ấy cũng là người thầy của mình, dạy cho mình cách làm sao mà có thần thái của một cô ca nương nhất có thể. Thì mình được biết là ngày xưa khi mà hát ả đào thì thường người ta sẽ không cười như là những ca sĩ bây giờ hát thường sẽ có sắc mặt tươi. Thì ả đào lại là một cái môn nghệ thuật mà khi hát, mà cụ thể là cái bài hát trong phim, thì là mình sẽ phải có một nét buồn, nhìn xa xăm nhưng mà vẫn phải nhập tâm vào bài hát. Bản thân bạn thì bạn có nghĩ là bạn mình làm tốt cái vai trò của mình ở trong cái bộ phim này không? Jun nghĩ là có lẽ Jun đã cố hết sức của bản thân khi mà tham gia bộ phim này rồi, còn tốt hay không thì chắc là phải để khán giả nhận xét. Ngoài ra bây giờ ngoài cái việc diễn ra và giọng thì Jun có nghĩ là mình giống này có cái nghề tay trái không? Có lẽ sắp tới đây Jun sẽ kinh doanh một cái gì đấy coi như là nghề tay trái của mình vậy, tại vì bản thân Jun cũng là tốt nghiệp từ quản trị kinh doanh ra, cho nên là chắc là sẽ vận dụng cái kiến thức của mình để làm một cái gì đấy nghề tay trái. Bạn nghĩ như thế nào về những nghệ sĩ bây giờ mà có thêm nghề tay trái? Jun nghĩ là có thêm nghề tay trái thì không chỉ những nghệ sĩ mà rất là nhiều người sẽ kiếm thêm một bản thân, một nguồn thu nhập khác cho bản thân mình để mà cái kinh tế của mình có thể ổn định hơn. Và nhất là những bạn nữ bây giờ thì không chỉ là ở nhà làm nội trợ hay là làm một nghề thôi, mà có thể là làm thêm kinh doanh hay là bất kỳ cái gì đấy để kiếm thêm thu nhập cho bản thân, để có thể mua sắm nhiều hơn này, đi du lịch nhiều hơn, thì tại sao lại không? Bạn thấy như thế nào, bạn nghĩ như thế nào về vai trò của người quản lý đối với một người nổi tiếng? Jun nghĩ quản lý là một người có vai trò rất là quan trọng trong cái công việc này, bởi vì đó là người trực tiếp liên hệ với những nhãn hàng, những khách hàng, cũng như là deal cho mình những cái công việc hiện tại của mình. Thì đó cũng là người sắp xếp công việc cho bản thân mình, là người hiểu rõ nhất lịch trình của mình và là người mà hiểu rõ nhất bản thân mình muốn gì. Cho nên là người quản lý quan trọng nhất là phải hiểu rõ cái talent của mình. Đặc biệt câu hỏi cuối nhé, đặc biệt là những khi mà mình vướng phải những cái lùm xùm mà không đáng có thì mình sẽ dễ bị lùm xùm, thì cái người quản lý nó sẽ cái vai trò như thế nào, quan trọng? Quản lý thì thường mọi người sẽ nghĩ là quản lý có vai trò là phải gỡ rối cho talent, nhưng mà thực sự là để mà gỡ rối, để mà hiểu được cái sự thật đằng sau những cái lùm xùm đó, thì một người quản lý phải hết sức công tâm, hết sức công tâm với sự thật và công tâm với cái lý do là tại sao talent của mình lại có những cái lùm xùm đấy, để mà giải quyết em đẹp nhất có thể. Và luôn coi người cộng sự của mình là cái người gần như là người thân nhất không? Người quản lý và trợ lý nữa là luôn luôn là những người thân nhất của nghệ sĩ. Ok, cảm ơn bạn. Dạ em cảm ơn. Rồi, bye.